mãi giấc mơ, mơ thấy trẻ con khóc, đánh số mấy, điềm báo gì? Mơ trẻ con khóc trước cửa nhà. Nếu bạn mơ có trẻ con khóc ngay trước cửa nhà mình thì nên cẩn thận, vì nhiều ý kiến cho rằng những khó khăn rất có thể sẽ sắp xảy đến với gia đình bạn, ví dụ như hạn mất tiền, mất của hoặc gia đạo lục đục. Mơ thấy tiếng khóc trẻ con. Trong mơ, bạn chỉ nghe tiếng khóc của trẻ con thì cũng không nên chủ quan với giấc mơ này. Đây là giấc mơ cảnh báo về tình hình sức khỏe của bạn. Đối với từng người sẽ là những căn bệnh khác nhau. Để biết được chính xác và điều trị kịp thời thì bạn nên cần đến bác sĩ nhé. Mơ trẻ con khóc vì bị ốm. Trong trường hợp mơ thấy trẻ con ốm và quấy khóc thì lại là điềm báo về sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bạn đang không ổn định, hãy thường xuyên động viên họ giữ gìn sức khỏe nhé. Tốt nhất là đưa cả nhà đi khám tổng quát cho yên tâm. Mơ trẻ con khóc vì bị lạc. Giấc mơ này cho thấy bạn đang bị mất phương hướng, giống như một đứa trẻ bị đi lạc. Hẳn bạn sẽ cảm thấy không ít hoang mang. Phần lớn điều này liên quan đến sự nghiệp, công việc. Nếu bạn đang đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn hoặc vô định, không có kế hoạch nào thì cũng hãy bình tĩnh nhé. Đây chỉ là một giai đoạn khó khăn mà hầu hết ai cũng trải qua mà thôi. Chúng tôi tin nếu bạn cố gắng thì sẽ vượt qua. Hãy tìm mục tiêu của mình. Mơ trẻ con nhà hàng xóm khóc. Bạn có tin được không? Giấc mơ này đang báo hiệu tình yêu mới đấy. Đối với những ai đang độc thân thì đây sẽ là sự thay đổi khá tươi mới và đáng kỳ vọng. Nhưng nếu bạn đã có đôi có cặp rồi thì sẽ phải đối mặt với những sự rạn nứt trong thời gian tới. Nếu tình cảm của cả hai đủ sâu sắc và chân thành thì mới có thể vượt qua được giai đoạn này và tiếp tục đồng hành cùng nhau trong giai đoạn tới. Vậy, nằm mơ thấy trẻ em, con nít khóc, đánh số mấy? Mời các bạn cùng kênh tham khảo. Nằm mơ thấy đi biển gặp trẻ em khóc, đánh ngay 15-29. Nằm mơ thấy đi rừng gặp trẻ em khóc, đánh 84-73. Nằm mơ thấy trẻ con khóc trên núi, đánh 17. Mơ thấy trẻ con hàng xóm khóc, 05-19. Mơ thấy em bé vùng cao khóc, 07-70. Chiêm bao thấy trẻ con đánh nhau khóc, 33. Nằm mơ thấy em bé sơ sinh khóc, 71-63. Nằm mơ thấy bé gái đang khóc trước nhà mình, 57. Nằm mơ thấy bé trai khóc, 84. Mơ thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi và khóc, 45-54. Ngủ mơ thấy tiếng khóc trẻ con khóc, 33-46. Nằm mộng thấy em bé bị bệnh khóc, đánh ngay, 37. Chiêm bao thấy em bé khóc vì bị lạc đường, 83. Mơ trẻ em khóc, 27-72. Mơ trẻ con khóc thúc thích, đánh ngay, 22. Mơ thấy em bé gào khóc, 63. Nằm mơ thấy trẻ con khóc lóc ăn vạ, 91. Ngủ mơ thấy mình làm trẻ con khóc, 50-55. Nằm mơ thấy trẻ con lạ mặt khóc, 09. Chiêm bao thấy trẻ con nhà mình khóc, 53. Giấc mơ thấy trẻ con khóc đến đây cũng hết. Kênh xin chúc các bạn thành công và luôn may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong giải mã giấc mơ tiếp theo. Xin chào.